Hello, xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Thư Ba Bua. Ngày hôm qua Thư có làm một cái video và cuối video Thư có nói là rất mong sẽ quay trở lại với quý anh chị em và các bạn để chia sẻ những cái gì mới mẻ nhất. Đấy. Và hôm nay mình không ngờ là mình đang chuẩn bị làm một cái video để chia sẻ về cái một vấn đề mà thông qua cái sự chia sẻ này thì mình cũng sẽ cho mọi người thấy là cái sự ngu dại của mình để hôm nay mình có cảm giác mình là người bị thiệt thòi vậy đó. Thì cái chuyện của mình là liên quan tới cái gói cước là thuê bao là wifi 4G của nhà mạng Mobifone, tên gói là 12HD 90N. Thì mình cũng đi thẳng vào vấn đề luôn ha. Hôm nay câu chuyện này á, là mình thứ nhất đó là mình muốn nói về cái sự thiếu thiếu hiểu biết, chủ quan của mình dẫn đến cái việc mà mình có cảm giác mình bị thiệt thòi. Và thứ hai là mình muốn lên muốn 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 lên án hả? Nói sao ta, mình không biết dùng từ sao hết. Nói chung là nói về cái thái độ làm việc á của cô bé tên Lan, nhà mạng Mobifone với số điện thoại là 0931 886072. Và cái thứ ba là Thương muốn nhắn nhủ mọi người, nếu như mà ai xem cái video của mình rồi á, thì khi mà xài cái mạng, cái gói cước dung lượng nào đó thì mình phải là người chủ động. Tự vì nếu mà mình là người chủ động á, mình tự động mình cài đặt để mà mình sử dụng á, thì khi xảy ra cái vấn đề á, thì mình là cái người chịu trách nhiệm. Mình không có thể nào mà đổ lỗi cho ai, hoặc là mình sẽ không có cần phải cái nhờ đến cái sự hỗ trợ của ai hết đấy. Chứ xài một cái gói dung lượng mà trả một cái số tiền quá lớn và sau đó có vấn đề phát sinh á, mà mình không có được sự hỗ trợ của nhân viên nhà mạng Mobifone á, thì điều này làm cho mình cảm thấy rất là không hài lòng, không vui đấy. Thì giờ Thư đi vô cái câu chuyện của Thư ha. Thì ngày hôm qua là ngày 12 tháng 5 năm 2022, thì vào lúc 3 giờ trưa thì lúc đó có một cô bé gọi điện thoại cho mình và tự xưng mình là nhân viên của nhà mạng Mobifone và nói với mình là biết trong tài khoản của mình, tài khoản chính của mình còn cái số tiền là hơn 1,6 triệu. Thì khi mà cô này nói như vậy thì mình tin là cô này là nhân viên Mobifone đấy. Mà các bạn biết á, mặc dù trong thời gian qua Thư không có ở Việt Nam nhưng mà Thư vẫn nạp tiền điện thoại để được sử dụng cái số điện thoại Mobifone cho công việc của mình đấy. Cho nên mãi cho đến tháng rồi á, khi mà Thư về nước á, thì cái số tiền trong tài khoản chính của mình nó là 1,7 triệu. Sau một tháng á, thì cái số tiền này nó còn 1,6 triệu. Thì khi mà cô nàng này gọi điện thoại đến và nói chính xác cái số tiền của mình còn 1,6 triệu thì mình tin liền. Mình tin là cô này làm cho nhà mạng Mobifone liền. Và cô này giới thiệu cho mình á, xài cái gói cước đó là 12HD90N. Thì cô này nói rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian này là mình đang bị dao động. Tự vì á, khoảng hơn 2 tuần nay á, là mình có nhận được những cái tin nhắn á, là giới thiệu về một cái gói cước mà cái mức này á, là 1,2 triệu. 1,2 triệu gửi từ cái số nhà mạng là 1075, là giới thiệu là cái gói cước đó là xài cái dung lượng là 60 GB trong vòng một tháng, và mình đăng ký gói cước này là mình phải trả một lần là một năm là 1,2 triệu đấy. Thì ngay khi cái cô nàng này mà nói về cái gói cước của mình đó, là lúc đó làm cho Thư bị dạng như không có được tập trung á. Tự vì cái gói cước cô nàng này giới thiệu á là chỉ có 900 ngàn thôi, xài cho một năm mà một tháng là được 30 GB. Thì sau đó trong cái khoảng khách mà cô này mà cứ luyến thắng á, thì mình bắt đầu mình bị confused liền, mình bị dạng như không có được tập trung ấy. Thì mình mới nghĩ là thôi bây giờ mình đã thấy cái tin nhắn nó như vậy rồi, thì cô này lại gọi điện thoại tới và nói là người của Mobifone rồi thì chắc là mình không có bị lừa đâu đấy. Và cô này còn nói là nếu như mà chị đồng ý á thì á, nhà nhà mạng Mobifone sẽ tự động khấu trừ 900 ngàn trong tài khoản của chị. Sau đó chị sẽ nhận một cái tin nhắn và chị tắt điện thoại để khởi động lại. Thật sự Thư không có đọc cái tin nhắn đó nha. Đó, mình tin những gì cô này nói, mình không có nghe rõ ràng cái lời của cô này nói. Nhưng mà những cái gì mà cô này nói là dạng như tiền rồi một tháng 30 GB là mình tin ngay. Trời,
ai cũng vậy, Thư không biết ai cũng vậy hay không, nhưng mà đối với Thư á, là thật sự Thư cũng hơi tham. Tự vì á, tại cái thời điểm mà cho tới ngày hôm qua á, là Thư đã có 2 tháng, tháng 3 với tháng 4, là mỗi tháng là Thư đăng ký á, là 90.000 để mua 8 GB dung lượng sử dụng trong một tháng. Và cái tốc độ tuyệt vời vô cùng luôn, rất là tuyệt vời luôn. Chỉ 8 GB một tháng thôi, 90.000 mà tuyệt vời vô cùng. Tự dưng bây giờ có người để nói 30 GB, thiệt mình không có còn suy nghĩ cái gì nữa luôn á. Thứ nhất là tiện lợi quá đi, được 30 GB. Thứ hai là người ta khấu trừ một lần luôn, coi như là một tháng mình chỉ đóng có 75.000 thôi mà được 30 GB. Thư không có còn nghe cái gì nữa hết. Thì Thư nói là ok, vậy cho chị đăng ký, trong vòng một nốt nhạc á là em này là khấu trừ liền luôn. Thư biết làm sao giờ, khởi động máy lại để xài. Đấy. Nhưng mà hôm nay Thư có đọc lại cái tin nhắn nha, là nó thông báo là khấu trừ từ ngày 11 tháng 5 nha, chứ không phải là từ ngày hôm qua là ngày 12 tháng 5 nha. Có cái sự không rõ ràng ở đây. Rồi nguyên một cái buổi chiều ngày hôm qua Thư không đi ra ngoài, ở nhà Thư xài wifi không. Rồi tới buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy. Rồi cho tới 1 giờ trưa ngày hôm nay Thư đi ra ngoài. Thì trong cái thời gian Thư ngồi ăn á, thì Thư mới up một cái video 12 phút. Mà up 2 tiếng đồng hồ chưa xong, cái Thư mới cũng gọi điện một hai lần, với cái cũng nhắn tin bé này là trả lời tin nhắn. Thì bé này mới nói là chị ơi em kiểm tra rồi. Bé này hỏi là chị ơi số điện thoại của chị là số mấy. Đấy, tại vì mình có cái số của bạn này thì Zalo nó hiện lên, mình nhắn bằng Zalo. Lúc đó là điện thoại của mình nó vẫn còn liên lạc được, vẫn còn xài 4G được. Thế là bạn này mới hỏi là chị ơi số điện thoại của chị là số mấy để em kiểm tra. Thì sau đó bạn này có điện thoại, có nhắn tin lại nói là chị ơi, do chị là đã sử dụng hết 1 GB rồi cho nên nó là bây giờ là không sử dụng được nữa. Trời ơi, Thư tức ơi là tức luôn. Nếu như mà ngay từ đầu mà bạn này giải thích rõ ràng luôn á nha, mình đâu phải là người trong nhà mạng, mình đâu có hiểu. Thư nói thiệt, Thư lanh thì Thư lanh thiệt, nhưng mà khi mà Thư vô ngân hàng, Thư vô những cái chỗ mà không có thuộc cái sở trường của mình á, mình rất là cần nhiều thời gian để mình nghe và mình nắm bắt và để mình hiểu. Còn cái trường hợp này nó nói liên thắng mình không có nghe được luôn. Cuối cùng dở lẽ ra là nó nói là cái gói này á là chỉ mua một ngày, chỉ sử dụng 1 GB thôi. Chợ tôi biết vậy tôi mua làm gì trời, đóng một lèo 900 ngàn luôn, cuối cùng xài ngàn ghi tôi xài làm cái gì. Thư nói thiệt. Xong cái Thư mới nhắn tin cho nó từ cái khoảng thời gian đó nha, hình như khoảng 2 giờ rưỡi hay là 3 giờ rưỡi vậy, là gần vẫn còn trong giờ hành chính nha. Mà Thư nhắn tin cho nó ha, không trả lời. Thư gọi điện thoại cho nó không trả lời, tới cái lần cuối cùng là còn 10 phút nữa 5 giờ Thư gọi cho nó gạt ngang, nó không nghe luôn. Các bạn coi, nhân viên tên Lan, số điện thoại 0931 886072, làm việc với khách hàng như vậy. Thư ức quá mà nó không nghe máy, mình không có làm gì được. Thư mới nhắn tin cho nó mấy cái tin luôn. Thư nói em à, chị ấy chỉ muốn gọi điện thoại gặp em để chị hỏi là có cái hướng nào xử lý hay không, hoặc là văn phòng của em ở đâu để mà chị gặp, để mà chị lên làm việc á. Chứ chị biết em cũng chỉ là một người nhân viên thôi, chị không thể nào chị gây cái áp lực cho em được. Mình nhắn tin nhẹ nhàng cho nó như vậy á, mà không trả lời là không trả lời nha. Cuối cùng mãi giờ tới 6 giờ chiều, Thư đi lên cái chỗ mobifone của biên hòa Đồng Nai của Thư á. Bắt đầu á, Thư vô đó Thư mới nói cái vấn đề như vậy á. Thì cái chị ở trong này công nhận đúng là nhân viên chuyên nghiệp thiệt. Thư đang rất là tức mà muốn bị lên cơn tiền đình luôn á, mà chị vẫn ngồi nghe Thư nói chuyện. Xong mẹ chị này có cái hướng cho Thư là ghi khiếu nại, và Thư có hỏi rõ ràng là em ghi như vậy á, khiếu nại có được xử lý hay không, thời gian xử lý là bao nhiêu ngày. Thư nói thiệt, nếu mà sau ngày hôm nay qua đến ngày hôm sau Thư đợi 7 ngày ha, mà mobifone mà bên bộ phận chăm sóc khách hàng có điện thoại cho Thư và kiểu như là có cái giải pháp nào đó cho Thư, rồi bất kỳ cái giải pháp nào Thư cũng sẽ hợp tác theo. Thư nói thiệt. Còn con bé này á, cái lúc mà đi kiếm khách hàng á thì rất là ngọt nhạt đấy, còn lúc mà phát sinh á không có cần nghe người ta có cái hướng như thế nào, người ta muốn cái gì, người ta mong muốn cái gì để mà có cái hướng xử lý như thế nào. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được. Trong cái video này ha, Thư sẽ để một cái đường link ha, là Thư sẽ nhắn cái số điện thoại này lên để cho mấy bạn biết đó, là khi nào mà có cái số điện thoại này gọi tới á, mà hỏi mà muốn đăng ký hay không á là né ra. Trời ơi, làm ăn như vậy là không có được. Rồi hôm nay Thư nói thiệt, Thư rất là tức luôn á.
Rồi hả, Thư vô trong mobifone đó, Thư nói với cái chị đó, Thư nói á, em nói thiệt với chị, trên đời này không có gì mà không xử lý được hết á. Thậm chí á, cái nhà mạng mobifone này á, 10 năm trước nha, em có xài một cái đầu số, sau đó vì một số chuyện á, em bị nợ cước. Mà 9 năm sau, người ta, Thư đâu phải là mình ăn giật gì đâu mà mình trốn tránh đúng không? Khi mà Thư xài lại số, Thư vẫn xài của mobifone, vẫn sử dụng địa chỉ nhà cũ, vẫn sử dụng số chứng minh nhân dân cũ, cho nên sau 9 năm người ta vẫn truy tìm được và kêu Thư phải trả cái số tiền nợ cước đó. Thư nói với chị đó như vậy, Thư nói là sau 9 năm mobifone vẫn tìm em để thu lại cái số tiền nợ cước và em cũng trả đàng hoàng. Em là một người khách hàng rất là ngay thẳng đàng hoàng chứ không phải là như thế nào, cho nên em tin rằng á, sau cái việc này á, mobifone phải có cái hướng nào hỗ trợ cho em. Thì giờ Thư nói thiệt, bình thường không có xài cái này, Thư cũng đăng ký cái mức đó là 90.000 một tháng vậy đấy. Bây giờ ha, nếu mà có cái hướng xử lý mà xóa bỏ cái nội dung đăng ký cước này đi, rồi trả 900.000 lại cho Thư đi, hoặc là không trả cũng được, nhưng mà có cái hướng nào để cho Thư là sử dụng lại cái gói cước 8 GB, còn 900.000 á Thư đóng rồi thôi. Thư nói thiệt với mấy bạn á, Thư không phải là một người giàu có thực sự, nhưng mà những cái gì mà thuộc về ăn uống tiêu dùng á là Thư muốn làm một lần để khỏi mất công. Chẳng hạn như cái nhà này nha, 2 năm nay mỗi lần mà đóng tiền phí dịch vụ á là Thư đóng một lần là 6 tháng hoặc là 1 năm, chứ Thư ghét nhất cái chuyện mà mỗi tháng phải chuyển khoản 500 mấy 500 mấy đấy. Rồi ở internet của cái nhà này, Thư về tháng 3 ha, là Thư hỏi nha, là một tháng là hình như là 245 ngàn á, là Thư đóng liền cho 1 năm luôn. Mình đâu phải là một cái người mà nhỏ nhoi rồi hả, tính toán rồi ki bo vàng kia đâu, mà giờ đụng cái con nhỏ này nó vậy. Trời ơi, Thư không thể nào Thư tưởng tượng được. Cái lúc mà gọi điện thoại tìm khách hàng á, thì ngọt nhạt làm lẹ làng, tới cái lúc mà khách hàng có vấn đề rồi là trốn tránh không nghe điện thoại, thậm chí khách hàng gọi là cứ gạt ngang. Thư ghét, mà hồi chiều á Thư rảnh, và nói chung Thư đang rất là bực. Trời, mấy bạn không biết đâu, Thư á là bây giờ Thư bị tiền đình mà hả, dạng như Thư làm cái gì Thư cũng tránh khỏi cái sự xúc động hết á. Ở nhà Thư cũng vậy, ba mẹ hả, anh chị em mà Thư cảm thấy có cái gì đó không vui là Thư né ra, tại Thư sợ nó lên cơn tiền đình, nó rất là hại cho cái bản thân của mình. Vậy mà cuối cùng gặp con nhỏ này đấy. Chiều á, cái lúc mà Thư nói, cái lần đầu tiên mình Thư liên lạc được với nó, Thư nói em nè, bản thân em một người nhân viên, em đi tìm một cái người khách hàng mà chịu bỏ ra 900 ngàn để đóng một lần vậy. Đối với em á, một cái người khách hàng như vậy với cái con số tiền như vậy á, thì không phải là một cái số tiền nhỏ. Đối với chị cũng vậy, 900 ngàn đối với chị không phải là một cái số tiền nhỏ, nhưng mà bây giờ có vấn đề á, rồi á, thì á, chị chỉ muốn biết là chị có thể bỏ cái gói cước này hay không, rồi á, có cái hướng xử lý nào hay không, chứ đâu phải Thư là một người không biết suy nghĩ đâu mấy bạn. Mà cuối cùng nó trốn tránh, nó không trả lời điện thoại luôn, nó không có trả lời tin nhắn luôn, Zalo Thư kết bạn nó không kết bạn lại luôn. Trời ơi, cho nên hôm nay Thư nói với mọi người về cái sai, cái dở của mình. Cái dở của mình đó, thứ nhất đó là mình trong cái thời gian mà mình nghe nói chuyện mình không có tập trung để nghe kỹ nè. Cái thứ hai là mình không có chịu tìm hiểu kỹ để cái gì mình không rõ mình để hỏi lại nè. Cái thứ ba là mình tham. Xài tháng xài 8 GB cũng được vậy. Giờ này nghe người ta nói tháng 30 GB rồi á, hạ giá xuống còn 75.000, nó khác với cái nội dung tin mà mình nhận luôn, cũng chịu đấy. Cái sai, cái ngu, cái dở hơn là vậy. Cái thứ hai là đối với những cái người mà tạo cho mình cái sự bị động trong cái việc mà đăng ký mà sử dụng những cái dịch vụ á, và điển hình như là dịch vụ 4G của Mobifone á, mà biết cái thông tin của mình như vậy mà gọi từ một cái số điện thoại không phải là của nhà mạng á, cái đó mình phải coi chừng. Nhiều khi người ta chạy chạy doanh số, chạy số lượng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì để kiếm khách hàng hết đấy. Rồi một cái nữa là Thư rất là không hài lòng với cái thái độ làm việc của người nhân viên tin lan của Mobifone, mà bây giờ Thư mới nhận ra Thư rất là dở, là Thư không có hỏi nó làm ở đâu luôn á. Ngay cả bây giờ hồi chiều Thư lên trên cái mobifone của bên ngoài Đồng Nai á, là người ta cũng nói là không biết cái bạn này làm ở đâu luôn đấy. Giờ Thư làm cái giấy để khiếu nại thì mong là bộ phận chăm sóc khách hàng có cái hướng nào xử lý được cho mình cảm thấy mình nhẹ lòng thôi, chứ mấy bạn mà có ai á mà liên lạc á, mà biết được cái số
tài khoản của mấy bạn, tài khoản chính mà còn nhiêu tiền á, rồi kêu mấy bạn á là sử dụng cái mấy cái gói cước mà đóng một lần á mà 900 ngàn, triệu, triệu hai là coi chừng. Mấy bạn không biết đâu, cái chất lượng á hả, data 4G nó yếu cực kỳ luôn. Mới ngồi download lên video có 12 phút rồi mà 2-3 tiếng đồng hồ không lên nổi, cuối cùng là đứng luôn. Trời ơi. Hôm nay Thư chia sẻ cái này mà thấy Thư Thư không có che giấu cái con người thật của mình luôn á, cho nên những cái gì mà Thư nói chuyện nó cảm thấy nó quá dở thì mọi người thông cảm, chia sẻ cho Thư. Nhưng mà cái quan trọng đó là đừng có để mình trở nên bị động trong cái việc đăng ký xài gói cước data 4G, 5G của nhà mạng Mobifone. Tại vì á, cái người mà đi tìm khách hàng rồi có cái nhiệm vụ hỗ trợ cho khách hàng của mình á, Hương nghĩ không có đâu, toàn là đi kiếm doanh số không à. Rồi khi mà có vấn đề xảy ra là bỏ chạy, như là cái con bé Lan này nè, Zalo của nó là tên Lan luôn, số điện thoại 0931 886072. Bây giờ thì Thư phải đợi trong vòng 7 ngày coi bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Mobifone đó có cái hướng xử lý nào cho Thư hay không. Là Thư cũng không biết là nó có tốt đẹp hay không, nhưng mà hôm nay lên trên Mobifone đó thì thấy nhân viên ở chỗ đó thì rất là ok, mà thật sự cái chỗ đó thì nó nhân viên ai cũng rất là nhiệt tình với khách hết. Nhưng mà cái quan trọng là Thư chia sẻ như Thư nói hồi nãy á, mình phải nên là người chủ động trong cái việc đăng ký cái gói cước. Tại vì á, nhân viên marketing á, ai thấy tiền thấy doanh số cũng ham hết á, nhưng mà khi mà có vấn đề á, thì bỏ chạy quắn đít bỏ chạy chứ không có thể nào mà hỗ trợ khách hàng đâu. Thì Thư sẽ ghi là cái số điện thoại này ha, mỗi lần mà có ai mà gọi điện thoại cho mấy bạn á, mà kêu mấy bạn sử dụng cái gói cước 12HD90N với cái giá cho một năm á là 900 ngàn đấy, số số lượng ghi sử dụng cho một tháng là 30 GB, nhớ nghe thêm mấy cái chữ phần sau nữa nha, chứ không là bị lừa chết, chứ không là bị là như ngày hôm nay tức tối như mình luôn mà không biết làm sao để xử lý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, để theo dõi video của mình.